Trong đợt FIFA Day sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Nga trong khuôn khổ giải giao hữu LP Bank Cup. Trước màn đọ sức cùng đội tuyển của quốc gia từng rất gắn bó, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nga là Đặng Văn Lâm đã có những đánh giá đặc biệt với trận đấu này. Đặng Văn Lâm là một trong 4 thủ môn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự LP Bank Cup 2024. Là cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nga, rõ ràng thủ thành này đang rất háo hức trước cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp đón đội bóng của xứ sở Bạch Dương, nơi anh từng có nhiều năm sinh sống. Thủ thành 31 tuổi cho biết, nếu có cơ hội ra sân, đó sẽ là một cảm giác tuyệt vời với cá nhân anh. Chắc chắn bố mẹ của anh sẽ rất hạnh phúc khi thấy con trai mình có cơ hội góp mặt ở trận đấu rất đặc biệt này. Nhận định về sức mạnh của đội tuyển Nga, Văn Lâm đánh giá, đây là đội bóng có những cầu thủ tốt, màn cọ sát này sẽ rất hữu ích đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để đánh giá trình độ của mình so với bóng đá thế giới. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại thủ đô Hà Nội. Trong những ngày tới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tiếp tục có những sự chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu với đội tuyển Nga vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9.